tơ hồng này thì thường là nó ra quanh năm nha, nhưng mà đặc biệt vào vào mấy mùa gần Tết hoặc là mùa xuân á là nó ra rất là nhiều nha. Tơ hồng thì nó thuộc một loại thực vật ký sinh nha các bạn, nó sẽ bám vào thân cây khác để mà nó sống. Thường thì nó ký sinh nhờ những cái cây mà có nhựa nhiều nha các bạn. Đa số cái cây đó là thường thì nó sinh sản nó bằng cái dây nữa thôi. Khi mình nhắc cái dây tơ hồng thì mình để lên cái cây khác thì nó sẽ tự sống thôi. Hoa tơ hồng thì nó rất là nhỏ nha các bạn, thường thì nó có khoảng 5 cánh hoa và cái nhụy rất là nhỏ màu vàng bên trong. Cái này thì nó cũng có tác dụng trong y học nha, thường thì chữa một số loại bệnh. Mình lên mạng mình nghiên cứu thì mình thấy cái dây này nó có nhiều tác dụng trong y học lắm nha. Ký sinh cho nó cho nên nó rất là dễ sinh trưởng nha. Thường thường nó sẽ sinh trưởng tốt theo cái cây nha bạn, cái cây nào nó ký sinh tốt đó thì cái dây nó sẽ tốt theo luôn. Dây tơ hồng thì nó có hai màu nha, loại nào màu trắng nhưng mà màu vàng. Trên cái thân tơ hồng thì cái dây nó có rất là nhiều nhựa nữa các bạn. Khi mình lật nó ra nó sẽ, đây mình sẽ lật thử cho các bạn xem một cái cọng dây tơ hồng đó. Thường thì cái nhựa của cây này thì nó có vị chua nữa các bạn, chua chát chát. Sinh dưỡng rất là tốt nha, rất là nhiều trên mấy cái bụi cây hoa là nó đồng loạt ra luôn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha.